Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức Hội nghị Thường niên Y học Bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Vịnh, tốt nghiệp tại Đại học Y Hà Nội. Thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Vịnh từng là bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Necker, Pháp, khoa phẫu thuật tim mạch nhi. Hiện tại, Thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Vịnh là phẫu thuật viên chính tại khoa ngoại tim mạch, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, Việt Nam. Thạc sĩ Trần Quang Vịnh có nhiều nghiên cứu và công bố nhiều bài báo trên các tạp chí y khoa trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Thạc sĩ Vịnh cũng là diễn giả tại các hội nghị về tim mạch tại các nước như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Nga, Barcelona, Việt Nam. Tại hội nghị lần này, Thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Vịnh sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề phẫu thuật tim bẩm sinh tại Việt Nam.